mẹ ớt xào lăng nha. Ớt xào lăng. Em bé bị không em con má con này là bị gì nãy nó tự kỷ. À con tự kỷ nè, mặt tự kỷ à, đúng rồi nhận áo á. À, các bạn. Xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV cuộc sống của tôi. Hôm nay hai cô cháu mình sẽ thi tô tượng nha các bạn. Rồi, đây quay về tuổi thơ với lại trò chơi tô tượng. Ở đây mình sẽ có một con ếch ợp, một con thỏ ẹt, một con gà ó ó chống bằng lái à bác. Giờ chúng mình sẽ cùng nhau tô. Ở đây mình sẽ có ba cây cọ. Thật ra là cây cọ này là cây cọ dẻ, còn mấy cây này là cây cọ để mình đồ lông đồ. Đồ lông đồ là cái gì? Úp lông. Gì mình sẽ có màu đỏ, màu hồng, màu hồng, màu đen, màu đen, màu xanh, xanh đất biển, màu xanh, màu tím, màu tím, màu vàng, màu vàng. Này đó. Bây giờ chúng mình sẽ thi tô màu. Con xem con gửi cho con chim này, con chim lấy từ trên nắp xuống xong mới hơi trên nắp hết sạch rồi con chim mới xuống đây. Bây giờ mình sẽ tô con ếch ợp nha các bạn. Mình sẽ tô con thỏ, con này xíu nữa con keng tô. Ớt tha màu gì ta? Ớt màu xanh. Nhưng mà không có xanh. Không có màu xanh. Pha màu. Pha đâu? Màu vàng và màu xanh đất biển. Đây, tận dụng luôn. Dạ đúng rồi, màu vàng xanh đất biển. Đất biển phải không? Dạ con nhớ. Mình sẽ lấy một ớt, mình quẹt vô đây đi. Mình sẽ lấy một dạ xanh đất biển này nó cay hả? Ớt. Đó, đó xanh nó cay rồi đó, đó. Mình đã ra được màu xanh lá cây rồi nè các bạn ơi. Hay, đây, mấy bạn biết sao mình rành không? Tại vì mình hay tô màu quá. Dạ có nhà tô màu phải phải nha. Dạ. Ra chơi cái gì sao con mắt màu đen có con đó nè sao toàn thân với màu xanh nữa. Thì châu là châu ếch, còn có hai là hai mắt chuồn. Cái gì vậy? Xin nãy giờ sẽ đạo đạo diễn cô Cang chấm điểm nha. Hỏi này mọi người em chơi tao mặt trước tao mình sao hả? Gà trắng lên đi. Con gà ô. Không gà này gà này, hỏi tô đi mẹ ơi. Sao vậy? Gà gì đó, gà tây. Gà tây đúng rồi. Gà tây màu trắng đúng không? Đúng rồi, quay ta. Nào về con thỏ không các bạn ơi? Thỏ trắng gì? Thỏ em đến trường. Thỏ màu màu gì? Thỏ trắng hồng. Thỏ hồng. Thỏ tao màu trắng đúng không? Không nhưng mà tao lại mua về không tô. Thì đúng rồi đó, đừng nói cho màu hồng đó. Chứ không lẽ thỏ màu màu tím. Ơ, bà đòi kia con gì vậy? Ớt màu xanh nè. Sao nhìn ớt hơi, con sao nhìn con thỏ con không ra gì ta. Tha nhớ chừa cái mắt mũi đen đó nha. Chứ hồi đó tôi hết mắt mũi đen. Sao ba hỏi, ủa đen cái con gì mà màu đen xì lì vậy? Bây giờ mình tiếp theo mình sẽ tô cái màu khác cho con ớt nha. Mình sẽ cho nó bận. Có ai cái giấy như ta con mượn á, nghệ sĩ cô Cang đạo lộn đạo dĩ, đạo chắc đạo diễn không có kinh nghiệm. Chọt màu. Đó đổ hết cầm đây. Bây giờ mình sẽ tô thêm những cái tùm lum quá. Mỏ nó màu vàng đó. Bây giờ mình sẽ cho con ớt này nó bận áo màu đỏ. Chúng ta có thể có quyền sáng tạo quá không? Đúng rồi. Cái mặt nó màu xanh đúng rồi nhưng mà mình sẽ cho nó màu đỏ. Đỏ lên người nha các bạn. Đây như con mắt này nó bị nhậm mà. Trời nào mắt con nhỏ. Ui dầm gì ấy. Tại mày tô chứ gì mắt nhậm mà. Chưa ra cho mắt nó bị vỡ, nó bị vỡ, nó bị vỡ cho nó bị vỡ ra. Rồi, mắt nó màu gì màu đen phải không? Rồi dẻ mắt giúp đi. Giờ mắt đen nữa rồi, đó nè. Tóc đen môi trầm. Cái này gọi nhìn là... thế nào mọi người, gọi là mới tập tành nha các bạn ơi, mới tập tành tô nó lé. Nó bị lé vậy ông nội. Trời ơi cái nhồng từ nhà làm nhã mọi đó. Người mua cô Cang cô chi nha, sau khi là quậy màu xong mình sẽ lấy cái thằng đó mà chườm cái cọ. Trời ơi mắc kỳ quá nếu mà đâu đâu ê quà ai nghĩ bà lem với anh chi. Mà đừng đừng ít cãi nó đi mà chăm nó hết đi. Tại vì lem ra cái cọ ướt thì chúng ta qua chùi màu xong mình phải chùi cho giấy nữa nó khô cái cọ.
rồi cái cánh nó màu gì? Ủa sao à, là màu vàng dưới đây nó màu gì vậy? Màu đỏ luôn hả? Dạ được. Cái mồng hay cái mồng của nó màu đỏ. Chân mày nó vẽ chân mày em trời. Lần đầu tiên con thấy con có một ít nước mặc áo. Sáng tạo là vô biên. Bây giờ mình sẽ sơn cái tay nó màu hồng. Con này bị đen nha. Ơi chân mày kìa. Đâu? Đưa lại gần cho con ghê. Giác hệ ấy. Đâu đi, đâu theo mình đi. Nó kỳ á. Trời má. Chú biểu. Thế mà cái chú nghe. Wow, nó vô chi. Giờ ra đó hả? Cái mồng mà đều đỏ hả? Dạ. Rửa nó lại coi. Nó chét hồng lum là la che. Thấy hổng tô thấy đẹp hơn. Ờ thì mày tô điểm xuyến đi, uống tô gì tô. À nãy ở ngực ngửa kìa. Ê đỏ ra. Tủng. Tủng. Cái tay không tô thấy đẹp hơn á má ơi. Trời ơi con Cang ơi. Cái màu hoài của Cang biến thành màu gì rồi? Rồi chơi màu đỏ đây hả? Mình thấy trong màu hồng không nở thì giờ mình sẽ tô tiếp cái màu xanh. Cái gì? Có ít bảy sắc đâu vậy? Thôi mình tô màu vàng đi các bạn. Chát hồi lại con trời ơi trời. Ớ thì chắc bị người ta đập đầu chảy máu rồi, đầu còn không á, đớp rồi sao. Chắc là người cỡ này bị đột biến. Cái này đột biến gen nè. Trời dưới nước lâu quá, chồng. Đau bụng. Chưa, nó chưa điểm nhãn nha bay. Điểm nhãn nội tao. Trời ơi. Đẹp quá, đẹp quá, đúng rồi. Để màu vậy đi, mà cây tao đẹp quá. Đẹp quá mày, đẹp quá. Tấu hài cùng nhóm gì đó. Nhóm tấu hài. Nhóm này nhớ không chồng. Bây giờ mình sẽ cho con ếch này mang một cái túi màu tím nha các bạn. Túi giống như Dojimon đó nha. À, túi Dojimon. Cái này màu gì ta? Cái gì màu gì? Cái này hả, cái thân của nó hả? Đủ sắc cơ màu. Tô bảy sắc cầu vồng đi cơ cho mấy cái gì hết trơn hết. Màu tím đi. Trời ơi, kêu tím đi. Sáng tạo mình sẽ làm chú ếch giống Doraemon có một cái túi thần kỳ nha các bạn. Hả? Ếch này chắc là ngoài mèo máy ra chắc là ếch đây ếch máy đúng không con chị? Ừ. Ếch gì? Ếch gỗ. Đá. Tím luôn đi. Đó. Gà tím rồi. Gà tím à. Ừ chết rồi, bị lẫn với màu hồng rồi, màu vàng với màu hồng ra màu đỏ. Chết rồi. Đâu gì phải thở dài à má. Đúng nước cái nhí nó đang xì luôn. Dây dây két nội tao biết ra gì xấu quá. Ờ, con tượng đó, tụi nhỏ tụi nó hùa nha đi con tượng đó. Chèo luôn kìa. Đen quá mặt con chán con đó. Kỳ quá vậy. Chèo đỏ rồi nha, mày hơi xấu đi chứ. Trời mắt mũi nó dây bà. Đau buồn quá. Má không má, má thương con cái gì vậy má. Đầu tiên là phải tô phần da chứ xong rồi tô mắt mũi nó không bị lấy. Bây giờ con ếch này nó trồng trắng không rồi sao điểm trồng đen đi ta. Trời gì vậy trời. Màu xanh đi. Rồi quất lên màu xanh luôn. Rồi. Ai cũng phải sắc mồm hết, mình đạt lòa quá. Rồi màu xanh nè. Mà. Bây giờ mình sẽ điểm màu đen như nó. Ai làm màu đen xì màu nâu đi vậy? Đó, xanh lên đây ra màu gì ta? Đây ra gì vậy mày? Ôi. Dạ. Ra màu gì không biết nữa. Ra màu gì vậy? Anh thấy hồi con cào ô luôn á. À, đẹp không mà các bạn ơi. Đúng quá. Được rồi nè. Quá quá quá. Lá. Cái gì hú quá vậy? Bây giờ mình sẽ cho một cái nơ màu vàng trên cổ nó nha. Nhúng nhưng mà mày nhúng ướt xong mà phải phủ cho nó ướt. Phủ gì mà ướt rượt cái con nó thấy ghê quá trời. Chàng ơi, chét nó dính đồm lâm la nè. Còn có con ít chi tiết quá à. Dạ màu vàng mà ếch không nổi. Có thêm một sợi dây chuyền màu vàng. Cái gì vậy? Con ít chắc là ít dầu á. Chắc là ít này ít dầu á. Cái khăn vàng hoàng đi. Cổ màu vàng. Lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ tô lên cái này nó rất là đẹp. Sau khi tô lên mình mới thấy thành quả của mình. Đây của mình đã hoàn thành rồi nha, nhanh nhất. Chịch. Còn hai con mũ này mò hết rồi. Cô chắc chắn là xung nhệ xung bát mà. Con chỉ còn trang trí thôi, con đang trang trí. Rồi, má gà ô thấy ghê quá.
Con mắt một mắt một mắt con đậu con bay. Mày cho màu vậy đau bụng quá. Dạ màu trắng đi. Dĩ chân nó màu gì vậy? Màu đen hả? Mình sẽ trang trí lên mọi người. Ra màu nâu ra màu gì? Muốn màu nâu ra màu gì? Màu đen với màu đen đỏ đi. Dĩ gầm gì đen đỏ đủ thứ màu luôn má. Trời ngủ sắc từ gầm đó. Một con gà bảy một hết con ít bảy sắc cầu vồng giờ tới con gà bảy sắc cầu vồng hoan hô. Rồi chân cẳng nó màu đen đẹp chưa? Gà này đâu xuất hiện vậy? Chắc là gà đột biến. Gà loi rồi ba cái thân hình nó chứ còn 5 cha 10 giây nữa là kết thúc. Cái gì? Không gì đấy? Không. Màu đỏ đi. Không. Màu mà giống nó rồi. Dạ. Tiến đi. Không. Chưa tin bằng thêm thời gian nhà sản xuất đi. 8. No. 7. Tím mà. À đu tím nó lên đẹp á. Đi. Từ màu vàng. 6. Chi vậy rồi làm gì tô màu vàng để đi chấm ra vậy? 5. Chải. Kéo xuống đít lên luôn. Chải rồi ông nội ơi. 5 4. Cái gì giống nhanh vậy? Kéo xuống lỗ đít nó luôn. 3. Từ nhà sản xuất cho thêm cơ hội được không? 2. Rồi tới đây. 22. Đúng rồi. 23. 24. Lẹ được rồi nè. Rồi, bà này cũng hoàn thành rồi nè. À, là ót bẻ đây rồi. Kết. Rồi. 1. Kết thúc. Còn không ra con gì. Giống rồi. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ chấm gà nha. Gà tây đột biến thành con gà gì cũng biết. Đâu có chân mọc. Để nhớ khô đi, đụng vô ướt hết trơn các bạn ơi. Rồi, ứng cử viên số 1 giới thiệu sản phẩm mình đi. Đây là một con gà. Gà màu gì? Gà tây. Gà tây lâu ngày đó không ai chơi. Nước ra cái mặt nó hơi bị ngáo một chút. Đây nè. Mặt hơn một con mắt nhờ. Mà con đậu con bay nè. Mặt hơn con gà này bị con người nghệt. Gà nè. Nó ra đường nó đánh kia nó đi lại. Nó đi đánh lộn với người ta nó bị ta tạt máu chó vô mặt hơn nè. Tay dính hết trên màu hết rồi. Cái cánh nó chưa sổ chưa nè. Đột biến nhưng thật sự em là con gà tây. Gà tây mà đuôi nè. Thì màu tím ngay đít nè. Được. Mà gà được không? Tạm ổn ha. Sao nó chậm bán quá mày mà bốc sao để đợi rồi để đợi để thợ để thợ đi. Đúng rồi, người ta trắng thì đụng vô không ai để thợ đi. Ai nhà chấm điểm nghệ thuật có quyền bốc đấy nha. Thợ đi. Ai hết của mày ghê quá nè. Ớt gì vào đây ăn tao giới thiệu coi. Ở dưới nước lâu ngày quá là bị báo chó. Ớt thì cái mặt nó phải là màu xanh không các bạn. Đó, đây nè đôi mắt ớt to tròn nè. Nhưng mà chú ớt hiện đại hơn là biết mặn áo nha. Mình cho chú bận áo màu đỏ. Có cái túi màu tím. Móng tay sơn màu vàng. Ôi trời. Đó, cái tướng ngồi nè. Ớt này ớt gì à? Ớt nghe là lò đất à. Ớt này là ớt rồi nè. Lò gạch. Hợp lý. Vô trong lò gạch á. Nè, nó ngủ trong lò gạch á. Còn cái mặt này là cái mặt ếch nè, đúng màu sắc của nó màu xanh nè không? Nở này là nửa trên bờ, nửa dưới nước. À. Không? Ông ếch bị ta lột da. Ở đây ở trên bờ, ở đây ở dưới nước này dưới bờ nè. Đó, ta lột da còn mỗi cái đầu thôi. Không, đây là ếch. Đây là ếch thường, đây là ếch độc. Nè, ếch ở lò gạch. Rồi giới thiệu. Nó chính là con thỏ nhưng mà kiểu nó bị vậy. Con thỏ này nó nằm ở đâu? Con thỏ này nằm trong một quả trứng. Mà quả trứng lúc đầu mình tô nó thành màu cam cam nhạt nhạt vừa đẹp lắm. Mà tại thời gian do cái người mà gọi là lãnh đạo không thể cho phép được cái gì hết. Vì thế nên là ra hai màu này. Con này đẹp nhất gì vậy? Con màu đỏ là con gì? Con này hả? Ừ. Con thỏ. Con thỏ đẹp nhất. Trời ơi con thấy ghê quá. Trời ơi trời, con này bị dính sần. Con ớt thì bị dính sần. Trời đất ơi xấu quá, bỏ qua. Không có bình chọn. Bình chọn, để đó luôn đi, để luôn. Để vậy. Còn con này là bình chọn 100 ơi. Trời. Bên đây. Trời ơi bên đây còn xấu đâu bây giờ. Bên đây con này thì chắc chừng 70 thôi. Còn con này thì thôi, bỏ nhẹ. Đúng rồi. Con này là con của kẹt.
Trời ơi, hết sống quá. Ủa, sầu lan nha. Sầu xanh mà. Sầu lan. Ở sầu lan đó má ơi. Con này là con thỏ, nó vui vẻ, nó cười tươi rồi đó. Nó cằn ngã bụng ra. Con này hả? Con này thì 70% thôi. Con này dẹp. Hết thì hết bất sinh. Rồi, video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thấy ghê quá.